Thôi kệ đi. Điều khó quay đó, quay ít điều. Không biết điều quay thở không được. Thở ống cái đầu cái trán đi. Nói chung đeo kiểu quay cũng khó thử. Nó bị nó quay đâu đều đâu. Cho dạy được không? Đang nằm đang dạy. Cho dạy 7 lần xem. Nói không bé. Nói không bé sớm chút. Còn cái thâm chứ còn khô rồi mà. Em nằm đi, em bẻ qua được không? Chưa có đủ món nên ngon trứng cá tía là ổn à? Trứng cá tía là ra ta chưa thấy làm lần mua hả? Thấy đỡ mà, còn thâm thôi. Mỹ Ưng làm lắm hả Yên? Mỹ phải banh lắm mới được làm. Không, ý là không thấy, chưa thấy làm á. Phúc làm rồi hả? Mặt ai lì lắm mấy bạn. Không Trinh đó hả? Tự nhiên lên ghê đó Trinh. Chưa có ăn được đâu. Nhưng mà sau 2 lần nữa thôi đúng không? Ý là sau 2 lần. Mỗi người quá rồi. Cháu ngồi được không Phúc? Phúc hồi xưa sau mấy lần? 4 lần. Ý là thoa chứ không phải là thoa phúc chứ không phải là làm hả? Thì quét lên rồi giống như biêu da. Mà quét với kem thì ví dụ biêu da nó quét không, mình là quét bổ bổ với kem. Nó cũng có kết hợp á, nhưng mà cái sản phẩm nó khác. Trong một chỗ sẽ có một cách biêu khác nhau. Nhưng mà nó hay đăng nổi lên cái biêu miso là cái gì á? Miso đó là đâu phải biêu, tim mà. Nó tim á chứ. Đừng miso là tim hả? Ủa chờ tới thứ năm đỡ cái gì? Tới nào? Thứ năm. Thứ năm, bữa nay tới mấy? Thứ 2. Đỡ chứ, em về em thoa kem vô, thả lỏng luôn. Về em thoa kem vô lần đỡ. Câu đó là chim xiên đi vô thôi cây vô Phúc. Thấy. Mộng thấy rồi ai thấy rồi. Ngoài chiên cường nhất ở đây. Sáng thấy đầu. Coi được luôn hả? Ghê quá. Nhưng mà che hết trơn không thấy đường luôn. Rồi coi xa thì em thấy không? Em muốn coi thì tí nữa chị bán chỉ sang cái video cho em con. Xe đó được nhiều đâu mà. Đó em kêu ra mà 10 phút đang lâu dữ đó. Không, Phúc Yên nói lâu là Phúc kêu 9 phút rưỡi rồi.
tượng đó là Yên biết. Ừ. Đâu biết đâu. Nói là 9:30. Không có cái Yên để nó quay. Em tưởng là để quay trắng được 10 phút mấy. Gần hết rồi nè mi. Bắt đầu đau rồi. Thả lỏng đi em. Đau nữa. Đau nữa. Đau nó ấy trừ rồi. Chứ bắt đầu từ nãy rồi. Trường nó mặc đồng phục màu rí hả cô hả? Dạ, riêng thứ hai thôi. Mặc đồ giống hải quan quá nè. Ai tưởng như những lớn rồi, không nghĩ đâu. Chí nhìn vô thấy cái bàn tay lớp chí. Hồi đồng quá. Gần hết rồi. 3-4 cục nữa sao? Vui đó chị ơi, nhắn nhanh lại. Bà mẹ chồng em cũng biết là ai là. Đau quá. Chù này. Phê. Chứ hồi bẻ là cái lưng mình muốn ngứa theo luôn á. Mấy bữa lại cái gì Tâm. Tâm ơi. Mấy bữa em bị đau cái lưng bên kia kìa. Kìa. Chạy tưởng tượng chạy qua bà Tâm bà bẻ phát cái chạy về lại. Thở không được. Đâu đây rồi. Bên này, bên này đỡ ra hơn đâu. Mấy ngày đó như ai bị đau á. Đó đau quá vai chị không nổi luôn. Bữa tao mua cái máy mà cách đại âm thanh này cái mời mi qua tao. Đại âm thanh này tao quay bị đẹp. Bị chia to vãi ra. Cái máy có đại âm thanh mà nó hay coi đây cho bạn biết, biết. Kêu phê. Tao mà cầm mì cái tờ bẻ mì cái tờ nổi tiếng nhanh lắm á Yên. Cái lưng hay chi cũng kêu ghê lắm. Ừ. Để tao mua, tao kiếm tiền tao mua máy á, tao mời bên qua tao bẻ toàn. Cái nó làm chi mua về làm chi? À, chuẩn bị có. Nó ý là bình thường ví dụ như bẻ là tao nghe mi nghe, nhưng mà cái những cái người xung quanh đó quay video mà không nghe được. Cái máy đó là nó giúp cho cái tiếng mà trong xương cứng to lên kìa. Giống như mấy cái video họ hay quay trên mạng đó. Thế là bà mua về để bà làm à. Quay video vui thôi chị. Chị đưa cái điện thoại vô cũng to mà. Không nghe đâu đi. Nghe không nghe. Ví dụ ta nghe mi nghe thôi chứ còn. Xíu tôi bẻ thử mi cầm điện thoại mi quay thử có nghe nữa nha. Tôi nghĩ không nghe nữa. Tại vì tôi thấy ai họ cũng gắn cái đầu hết trơn á. Nghe nhưng mà không đã bằng cái nó thôi. Ai họ cũng gắn bằng cái đầu có đặt âm thanh hết trơn. Hồi xưa mà tao thường mà tao chưa biết bẻ kìa. Ờ đâu quá. Tao lên mạng tao mở mấy cái. Đâu quá. Tao nghe kìa. Tao bị kích thích bởi cái tiếng luôn á. Cái gì nè. Đứng